Rồi, ok, nào chúng ta đến với phần tổ hợp buổi số 7, đúng không? Tổ hợp part 2. Nào, xin mời. Nào, một bạn đọc cho thầy part 2. Bùi Bùi Hoàng Bảo Hân. Con thưa thầy, chia đều 10 quả. Sầu riêng. Sầu riêng dưới đây vào 5 chiếc rổ. Hỏi mỗi chiếc rổ có bao nhiêu quả sầu riêng? Rồi, có 10 quả này, 10 quả nhìn nhìn đây. Đúng là 10 quả luôn đúng không? Bây giờ chia vào 5 quả, 5 giỏ. Chia đều nha. Thế thì mỗi giỏ có mấy quả nhỉ? Mấy giỏ mấy quả? Thế bây giờ nhé, Con thưa thầy là 5 quả. 5 quả phải không? Bây giờ nhìn nhá, Không ạ. nhìn thấy chia Em nhá. nói nhầm. Mấy quả? À, Chia là mấy quả? nhìn đây, xong 2. thầy đều đây, Làm chưa? có luôn đây, 5 quả đây. Thầy chia một lượt lượt một quả nào đây nhá, thầy chia lần lượt đó. Đấy, chia lần lượt đều nhau luôn, mỗi giỏ một quả đâu, còn là hết 5 quả đúng chưa, con hiểu không? Nào, phần tiếp theo thì chia tiếp này. Quả này vào đây luôn. Quả này vào đây luôn. Bích Phương ơi, tập trung vào đây để hiểu. Quả này vào đây. Quả này chia vào đây. Quả này chia vào đây. Vậy thì các con có thấy không? Mỗi một giỏ có mấy quả? Mấy quả nào? Mấy quả? Một, hai. Đây là một, hai, thấy không? Một, hai. Một, hai, một, hai. Như vậy mỗi một giỏ, nghe nhá, mỗi một giỏ sẽ có là 2 quả. Vì Này vậy là đây các con phải rồi. vào câu B này. Đến Đến lẻ 4 số 6 là Quỳnh Mai hiểu ý không? Phúc Lâm hiểu này chưa? rồi. Bảo Hân hiểu chưa? Bích Phương, à, Khiếu Linh hiểu chưa? Rồi, ok nhá, đấy là câu số 1 nhá. Nhìn thấy câu số 2 nào. Nào, xin mời Phúc Lâm đọc thầy câu sai. Có hỏi có bao nhiêu số chẵn trong các số dưới đây? Đúng rồi, gạch chân thầy số chẵn à, số chẵn nhá, chỉ tìm số chẵn thôi. Nào, các con tìm đến cho thầy được những số nào là số chẵn nào. Con đọc lên chứ con chỉ thầy không nhìn thấy. Không, không chỉ đọc. Sáu, Số 6, rồi số 5. 50, 42, À, 30 chứ, 30 đúng không? 42, 42 giỏi lắm. Như vậy có mấy số nhỉ? Lâm nhỉ? 3. 3 số mình khoanh vào câu A. Nghe chưa? Đấy, giỏi lắm, Lâm giỏi lắm, xuất sắc. Thầy khen Lâm. Nào, xin mời Quỳnh Mai đọc thầy câu số 3 nào. Alo Quỳnh Mai nào, Quỳnh Mai ơi. Quỳnh Mai bấm mic, ok. Từ câu các Từ các chữ số. chữ số 1, 3, 4 và 6 hỏi lập được bao nhiêu số chẵn có hai chữ số mỗi chữ số chỉ được dùng duy nhất một lần. Ừ, giỏi lắm, con này đọc tốt lắm rồi nhá, thầy khen con á. Vậy thì các con nhớ cho thầy này, số chẵn nhá, em ơi. Số chẵn ấy là những số nào? Số chẵn là những số mà có cái chữ số cuối cùng. Cuối cùng được tính ở bên phải nhá, cuối cùng là bên phải nhá. Là những số ví dụ như là 0, 2, 4, 6, 8. Đấy. Vậy thì bây giờ có 1, 3, 4, 6 này. Vậy thì khi đó chúng ta này là này này. Chúng ta có hai số ở cuối đúng không? Đó là số 4 và số số mấy nhỉ? Số 6 không?
Đúng nhá. Đấy. Vậy thì khi mà số 4 ở cuối này thì các con sẽ có được là 1 này. Mỗi số một dùng một lần đấy nhá, 3 này. 6 này. Đấy. Đây, 1 ghép với 4, 3 ghép với 4, 6 ghép với 4. Không lầm nhìn nhá. Tương tự này. 6 ở đây thì mình có được đây là 1 này, 3 và 4 này. Đấy, 1 ghép với 6, 3 ghép với 6, 4 ghép với 6. Thấy không? Do vậy mà chỗ này mình sẽ được là bên này là được số gì? 14 này, thấy không? Rồi là 34 tới 34 ấy, 64 này. Ở đây là 16 này, 36 này, 46 này. Các con hiểu chưa? Thế ra đây nó hiểu rồi. Lớp mình có làm cách này không? Có ai làm cách này không? Đấy, làm theo cách này thì sẽ không có bị nhầm lẫn. Còn mà viết ấy, viết ra là một cách. Đó là gọi là liệt cách liệt kê. Còn cái cách này là cũng liệt kê này theo sơ đồ tư duy. Thì cái ưu điểm hơn ở cái sơ đồ tư duy này so với liệt kê thì nó không bị nhầm lẫn. Còn mà viết liệt kê ra thì dễ bị nhầm lẫn nhé. Ở bài này là 6 và mình khoanh vào câu C này. Ok nhỉ, giơ tay lên nó có nằm đúng rồi. Có nằm đúng cái này không? Rồi, ok, tốt lắm. Thầy khen bạn Quỳnh Mai này, đúng không? Bảo Hân này, yeah. Phúc Lâm này, rất tốt. Alo Phúc, Bích Phương, con làm chính xác không con? Bích Phương ơi, Dạ. con làm đúng không? Rồi, ok nhá, thầy khen Bích Phương nhá. Rồi, bây giờ lớp 10 nhìn thấy câu số 4 này. Bích Phương đọc câu số 4 nào. Con đọc đi. Công Sắp xếp các số dưới đây thứ tự theo thứ tự đến đến bé bé để để tìm tìm ra ra số số bé bé thứ thứ hai. hai. Rồi, số bé thứ hai nhá, tức là số nhỏ. Đây. Đây để tìm từ lớn bé này sang số lớn bé này. Tìm ra số bé thứ hai. Thế bây giờ số nào có nghĩa là muốn tìm số bé thứ hai thì có hai cách. Cách một là mình tìm từ lớn đến bé, cách thứ hai mình tìm từ bé đến lớn. Khi mà tìm từ bé đến lớn thì cũng vẫn tìm ra được số thứ hai. Nào bây giờ làm theo đề này, câu số 4. Nào xin mời. Bích Phương tìm ra kết quả là bao nhiêu? Con cho thầy là số 27. À đấy, sẽ bị nhầm ngày. Số lớn nhất này là 30 này. Số lớn thứ hai là 27 này, số lớn thứ hai là 27 này. Số lớn thứ ba là 19 này. Số lớn thứ bốn là 15 này. Số lớn thứ năm là 8 này. Số lớn thứ sáu là 3 này. Số lớn thứ bảy tức là số bé thứ bảy này. Đây là tức là theo cái sắp xếp từ lớn đến bé, hiểu không? 30, 27, à, mình sắp xếp như này. Mình sẽ được là 30 này, đúng không? Rồi là 27 này. Đây là 19 này. Rồi 15 này. 8 này. 3 này, 2 này. Đấy. Vậy khi mà sắp xếp từ lớn đến bé như thế này thì mình tìm ra được số bé thứ hai. Đây là số bé nhất này. Bí Phương hiểu không? Lúc mình hiểu này không? Hai là số bé nhất. Vậy số bé thứ hai là số số 3 này. Được chưa? Số bé thứ hai là số 3 này. Vì vậy mà mình phải khoanh vào số 3 nhé. Để ở đây đây nhá. À, mình phải khoanh vào số 3 này. Đâu số 3 đâu đây. Đấy, để khoanh vào đây nhá. Được chưa? Còn mà 27 là số lớn thứ hai chứ không phải là số bé thứ hai. Còn cái cách thứ hai đó là mình sẽ tìm ra là số bé nhất nào, số bé nhất ở đây thấy số 2 không, hiểu không? Số bé nhất là số 2. Tiếp đó thì mình sẽ tìm số bé tiếp theo trong số còn lại thì nó là số 3. Vậy 3 sẽ là số bé thứ hai. Giờ lên nó con hiểu rồi. Con hiểu này chưa?
nhá, không phải 27 đâu nhá, mà phải chọn vào là số 3 mới đúng nhá. Rồi, ok. Nhìn như thầy câu số 5 này. Con chim Rồi, nào lên nào xin mời. À, Hiếu Linh ở à, Hiếu Linh đã à, luôn Hiếu Linh à. số nào dưới đây số nhỏ nhất 20 20 20 20 Nên bật màn hình cái với thầy nào. À, là bật bài này con nào bật rồi đúng bài đây con chưa thế con tìm đi tìm chỗ nào là đấy này chưa phải thầy đây dạng là số nhỏ nhất. rồi số nào dưới đây là nhỏ nhất này. Thì các con phải chú ý cho thầy điều này trước. Thứ nhất, cái số nhỏ nhất đấy, số nhỏ nhất nha, là cái số mà có ít chữ, ít số Số nhất. Phải hiểu chỗ này chưa nhá. Số nhỏ nhất là số có ít chữ số nhất. Nhưng mà bây giờ nhìn vào đây ấy, thì mỗi số này đều có là 8 chữ số đúng không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bên đây thế, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đây cũng vậy, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Đúng nào? Vậy mỗi số này đều có 8 chữ số rồi. Thế thì các con phải làm thế này này. một một Là ngồi thẳng lưng thầy chỉ này. Phúc Lâm tập trung này. Phúc đây Lâm ơi. Tập trung vào. Thầy nhìn thấy con mà tập trung vào. Các con sẽ nhìn đây nhá. Ở đây thứ hai này. Bỏ hai đi. Bỏ hai đi. Bỏ hai đi, bỏ hai đi. Rồi, tiếp theo là số mấy? số không số mấy đó Bỏ tiếp này. Bỏ từ bên phải sang bên trái sang nhá, không này. Bỏ đi này. Bỏ đi này. Bỏ đi này. Rồi. Bây giờ tiếp, thế đây là được số 2. Thấy không? Đây là số 2 này. Nhưng đây là số 1 này, bây giờ nhìn số 2 đây với 1 này này. 2 này 1 này. mười ngày hẳn lên con Đây là 2 này. Thấy không? không Nhưng đây lại không là à 1 này. Vậy muốn tìm số nhỏ nhất đúng không? Thì 2 này lớn hơn 1 này, 2 này lớn 1 này, phải bỏ số này đi. Bỏ này đi. Đấy. Bây giờ chỉ còn cái số này. Và số này thôi. Đấy. Vậy bây giờ nó bỏ đi rồi, thầy xóa nó đi nhìn nó dễ này. Được chưa? và Bây giờ nhìn này. luôn Tiếp theo này. Một rồi nhá, một đã nhìn rồi nhá. Vậy thì bây giờ là một này này. Với không này. Thấy không? Một thứ tư, cái số thứ tư này, một này với không này. Vậy một này lớn hơn không? Vậy suy ra cái số này là số nhỏ nhất này. 2010, 1021, 2010, 1021. Vậy phải là câu câu D này. Được chưa? số nào dưới đây là Được chưa? đã Lớp này hiểu cái này không? Lớp các con hiểu cái này không? Mình phải nhìn vào từng chữ số một. Rồi, phải nhìn vào từng chữ số một, nhìn từ bên trái sang bên phải nhá. Rồi, ok. Đấy là câu số 5. Nếu mà nó bằng nhau thì sao? Nếu bằng nhau thì mình nhìn tiếp số tiếp theo. Làm cứ làm như vậy nhá. Rồi, nhìn câu số 5 xong nhá, câu 6 này. Đó Nào câu 6 này. Nào xin mời Bùi Hoàng Bảo Hân đọc cái câu 6 này. Chưa chia đều 15 quả táo thầy, mà chia đều 15 quả táo vào 5 giỏ, hỏi mỗi giỏ có bao nhiêu quả táo? rồi giỏi lắm, giống như lúc nãy ấy, thì mình sẽ chia, năm quả lúc nãy là chưa mình chia 10 vào vào 5 giỏ đúng không? Bây giờ mình chia 15, chia 15 vào 5 giỏ. Thế thì theo các em thì có mấy quả trong một giỏ nào? chia đều 15 quả táo vào 5 giỏ. Bạn Phúc Lâm tập trung này. Con thưa thầy là ba. À, con đã làm như thế nào? Con nói thôi là phải hiểu rồi. Con làm theo
cách mẹ dạy là 1 2 3 rồi lặp lại là 1 2 3 1 2 3 và 1 2 3 Giỏi lắm. Nhưng mà nếu mà làm theo cách đấy, đấy là cách mẹ con, là cách rất là hay nhá. Thầy khen mẹ con nhá, con rất là tuyệt vời vì có một người mẹ có một cách rất hay. Nhưng mà cho thầy hỏi này, cảm ơn thầy. Nếu như mà làm theo cách của mẹ con ấy, thì làm sao mà biết mà ba lại đến đi gạch 2 1 2 3? Tại sao lại 4 mà gạch 2 1 2 3, đúng không? Vì vậy mà cái cách mà các con mà làm ấy, theo thầy ấy, gạch như này này, gạch như này bằng 3 ký hiệu khác nhau để các con sẽ thấy dễ hiểu hơn này. Nhìn đây, bây giờ ví dụ như đây là giỏ 1 đây, thầy sẽ dùng một ký hiệu này nào. Thầy dùng 5 quả này, ai à, 1 2 3 4 5, mỗi một quả thì cho vào một giỏ, bởi vì cho vào 5 giỏ mà, đúng không? Con hiểu chưa? Như vậy mỗi một giỏ có một quả. Bây giờ nhìn tiếp, thầy dùng tiếp theo 5 quả tiếp theo, 1 2 3 4 5, 5 quả này lại cho vào 5 giỏ, mỗi giỏ thêm một quả nữa. Như vậy mỗi giỏ có 2 quả. Và thầy nhìn thấy ở đây vẫn còn 5 quả này. Vậy thì cho tiếp vào đây. Nào, 1 2 3 4 5. Mỗi giỏ một quả nữa. Như vậy kết luận mỗi giỏ có 3 quả. Các con hiểu chưa? Nếu mà làm ra ngoài giấy nhát thì sẽ phải làm thế này, đó là phải vẽ ra đây, 1 2, à đấy đây, 1 2 đây, 3 4 5, đấy thì phải làm này, 1 này, 2 này, à 3 này, 4 này, 5 này. Rồi. Còn 10 đúng không? Làm tương tự như vậy, giống như lúc nãy. Đây. 1 này. 2 này. 3 này. 4 này. 5. Có 5 quả nữa. Rồi. 1 này. 2 này. 3 này. 4 này. 5. Đấy. Nhưng mỗi giỏ có 3 quả. Giờ ta lên nó con hiểu rồi. Bởi vì đến này đấy, đến sau này khi mà lên lớp 2, các con sẽ được học, đó chính là lấy 15 chia cho 5 thì bằng 3. Này, quá hết. Nhá. Mà lên lớp 2. Đấy, đến lớp 5, lên lớp 2 nha. Rồi, ok. Nhạc 15 chia 5 bằng 2. Lúc nãy là 10 chia 5 bằng 2. Ok, hay lắm hả? Rồi, câu số 7 này. Rồi, lúc nãy là 3, mình phải khoanh 3 đây nhá. Rồi, nào, xin mời. Rồi, bao nhiêu số lẻ cho Quỳnh Mai đọc thử câu số 7 nào. Hỏi có bao nhiêu số lẻ trong dãy số dưới đây ạ? Rồi gạch chân thầy số lẻ này. Yeah. Thế số lẻ là những số mà có chữ số cuối cùng, nó sẽ là 1, đâu rồi, bút này đâu rồi, 1, 3, 5, 7, 9, đấy, nhớ nhá, số lẻ là những số mà có cái chữ số cuối cùng là 1, 3, 5, 9, tức là chữ số bên phải ấy. Rồi, bây giờ nhìn đây, số nào, thấy số nào là có 8 không phải, 2 không, 8 không phải. Đây, 1 này, thấy không? Số 7 này, thấy không? Đây là 2 này, số 9 này.
Đây là 3 này, số 5 này. Lớp hiểu ý không? Được chưa? Đấy, vì vậy mình chọn câu C này. Rồi, ok. Các con hiểu này chưa? Rồi nha. Đấy là câu số 7. Nhìn câu số 8 nào. Nào, xin mời Bích Phương vào câu 8. Chọn hai chữ số không lặp lại từ các chữ số 1, 7 và 8 để ra thành số chẵn có hai chữ số. Hỏi có thể lặp được bao nhiêu số giải chân cho thầy câu từ này quan trọng này, không lặp lại. Thế là đây để lập thành số chẵn hai những số này, số chẵn để làm tương tự thôi, có hai số ở tận cùng đó là 0 và 8 này. Đấy, không ở đây, vậy đây cũng có 1 này, có 7 này, có 8 này. Để nối lại này được 10 này, 70 này, 80 này. Con hiểu chưa? Rồi ạ. 8 và cuối cùng mình có được là bao nhiêu? Chỉ có là 1 với 7 thôi nhá. 1 với 7. Hiểu không? 1 với 7 thôi. Thì là 18 và là 78. Đúng không? Lớp mình hiểu này chưa? Rồi. Chúng ta nên hiểu rồi. Từ đây mình có tất cả là 5 số đúng không? Rồi, ok. Nhớ là khác nhau nhé. Đây này khác nhau này. Em hiểu chưa? Nó lại tụt lên bây giờ. Tức là nó không chấp nhận số 88 đâu. Rồi, đấy là câu số 8. Nào, xin mời. À, Hiếu Linh à? À, Hiếu Linh câu số 9 nào. Hôm nay đâu rồi ạ? Đánh dấu vào đây. Số nào dưới đây là số nhỏ nhất? Rồi, làm tương tự như lúc nãy được không? Số nhỏ nhất, tất cả đây đều là 8 số đúng không? 2 này bỏ đi này. Đó. 2 này. 2 này. Đây là 0 này. À, thấy đây là 1 này không? Vậy số này bỏ đi luôn. Bởi vì 1 lớn hơn 0, bỏ đi luôn. Nhá. 0 này. Với 0 này. Nhìn đây 0 này. Rồi. Tiếp tục số 2 này, 2 này. Đây là 2 này. Đây là hai, tiếp theo là 1 này, đây là 0 này, và đây là 1 này. Vậy 0 này nhỏ hơn 1, được chưa? 0 này nhỏ hơn 1, vậy suy ra số này, số suy ra luôn, số này là số nhỏ nhất, 20206792, câu B. Lớp mình hiểu này chứ? Rồi ạ. À, ok, vỗ tay xem nào, vỗ tay xem nào. Được à? Đấy, lại, đấy là câu số 9. Nha. Yeah. Không khoan rồi. Quên toàn. Rồi, câu số 10. Rồi. Bùi Hoàng Bảo Hân này. Câu 10 này. Quỳnh Mai chuẩn bị. Thưa thầy. Số nhỏ nhất có 4 chữ số được lập từ các chữ số 0, 1, 5, 6 và 9 là bao nhiêu? Các chữ số không được lặp lại. Rồi, hãy nhớ là các số không lặp lại nhé, phải viết số nhỏ nhất nhé. Số nào số nhỏ nhất? 10.
nào gạch chân thầy số nhỏ nhất này, bốn chữ số này đúng không? Rồi ok, số nhỏ nhất bốn chữ số. Vậy đầu tiên phải để ý cho thầy cái này này, chữ số đầu tiên nó phải là một đây này, một thấy không? Tiếp theo nó phải là chữ số không này, đây này. Đấy. Tiếp theo nhỏ trong số còn lại thì có 5, 6 và 9. Vậy 5 ở đây. Được chưa? Tiếp theo là 6 còn lại ở đây. Do vậy mà mình được số là 1, 0, 5, 6. Đâu? Câu D này. Lớp hiểu chưa? Ok chưa? Đấy. Rồi ạ. Đấy, đấy là câu số 10. Đúng mà cửa ra bí thế. Nhìn cho thầy câu. Để đọc cái này. À, xin lỗi anh chị và các con, câu số 11 này cái giỏ kẹo bị thiếu rồi. Nó có một cái giỏ kẹo ở đây. Chắc là bị lỗi kỹ thuật rồi. Rồi được rồi, thầy sẽ gửi lại câu này sau nhé. Nhìn thầy câu số 12 đi. Nào Quỳnh Mai này, Quỳnh đây Mai. À. Bích Phương thì hỏi có bao nhiêu số lẻ trong dãy số dưới đây? Rồi gạch chân này, số lẻ là có bao nhiêu số lẻ này? Được chưa? Rồi tìm số lẻ thôi. Đây, đầu tiên là số 5 này. Khoan rồi này. Gì đây, đây 29 này. Chúng ta là 17 này, là 3 này. 43 này. Thấy không? 4 số phải ở đây. Ok chưa? Rồi, ok. Nhanh tay một chút nào. Rồi cho thầy khoảng 1 phút. Lớp mình nhìn thầy câu 10, 13, 14, 15 đi nhé. Linh ở câu 13 này. Nào lúc nãy là Quỳnh Phương Phương rồi, và Phúc Lâm nữa, Phúc Lâm nè. Hiếu Linh chuẩn bị nha. Alo Phúc Lâm câu số 13. Đi. Đi vào. Phúc Lâm ơi, đọc thầy câu 13 nào. Có A mình A cờ ăn cam. Đâu con đánh văn từ dưới mà con nhỏ hả? Đây này, từ đây mà, từ các số từ đâu kêu thầy, từ các số 0, 1, 4 và 9. Không, một, bốn và chín. Rồi con tự đọc được cái này được không? Đọc được chưa? Chưa. Con đọc được mà. Đâu sao nào? Hỏi. Hỏi có bao lập được. Được. Bao nhiêu? Bao nhiêu số? Số có hai chữ số. Có hai chữ số. Mỗi chữ số. Mỗi chữ số. Con bỏ cái bút ra ngoài đi, đọc nghiêm túc nào. Chỉ được dùng duy nhất một lần rồi, giỏi lắm con, tập trung rồi nhé. Ôi con luyện à, con Phúc Lâm với con trai bố mẹ Phúc Lâm cho con luyện đọc nhá, chứ hôm thi là không đọc được là căng đấy, thế tốn nhiều thời gian để đọc. Vâng ạ, em cũng cho cháu đánh vần rồi, nó biết là thầy sẽ đọc xong rồi nó đọc theo ấy, nên là nó cũng chưa tự giác lắm. Không, đến hôm thi là thầy không có giám thị nào đọc cho đâu. À vâng, đây là học cùng thầy thôi ạ. Còn vâng, bình thường như ở nhà mà đề Linh ấy, em cũng để con tự đánh vần ấy, thì vâng, cháu cũng đánh vần được thầy. Vâng, đấy rồi. Cái làm Linh để nó tự đánh vần, nó tự làm bao nhiêu. Vâng, bây giờ Linh nhìn nha. Ở đây là từ các chữ số này
0, 1, 4 và 9. Nó không 4 chữ số đúng không? Bây giờ lập xem được bao nhiêu số, 2 chữ số. Thì các con để ý cho thầy là họ không nói số chẵn, không nói số lẻ. Hiểu không? Chỉ cần là gì? Mỗi chữ số chỉ được dùng một lần thôi. Vậy thì bây giờ viết số 1 đứng trước. Cái này nó lại ngược lại với lúc nãy. Lúc nãy mà khi yêu cầu là số và số lẻ thì mới chọn chữ số cuối cùng trước. Phúc Lâm ơi tập trung này con ơi. Phúc Lâm tập trung đây nhá. Thầy khen Phúc Lâm này. Thầy khen các bạn đang ngồi ngoan này. Được không? Thầy nhìn đây chứ. Thầy khen con nhé. Ở đây. Ở trong bài này ấy, thầy nói lại này, nó chỉ có cho 4 chữ số này thôi. Nhưng mà không yêu cầu là số chẵn hay số lẻ nhá. Cho nên là mình viết số 1 trước. Tiếp theo là số 4. Tiếp theo là số 9. Không nào. Tiếp này, 1 này này thì nối được với 0 để tạo thành 10. Bởi vì mỗi số được dùng một lần nên mình không được dùng 1 nữa, mà đây dùng có 4, tức là mình có 14. Và tiếp theo là 19. Đấy, như vậy là ba số đúng không? Cứ một số này nối ba số, 4 lại nối với gì đây? 4 nối với 0 này. Rồi 4 nối với 1 này. 4 nối với 9 này. Được chưa? Như vậy ba số nha, đây ba số này. Đây ba số tiếp này. Bây giờ 9 này. 9 mình có 90 này. Tiếp theo là 91 này. Và có 94 này. Như vậy ba số nữa. Vậy có 3 cộng 3 cộng 3 bằng là 9. Lên lớp 2 các con sẽ lấy 3 bằng 9 nhé. Rồi, giơ tay lên các con hiểu rồi. Hiểu chưa? Rồi, ok, tốt rồi. Đấy. Được chưa? Cứ làm từng bước như vậy nhá. Rồi, đấy là câu số 13 Phúc Lâm. Xin mời Bùi Hoàng Bảo Hân. Câu 14. Con thưa thầy, dưới đây tìm chiếc đồng hồ thích hợp nhất. Câu 14. Số nào dưới đây là số nhỏ nhất? Để màn hình nó bị to. Đấy nha, câu 14 đây nha. Câu 14 nha con nha. Đây 14 là con đây. Nào. Câu 14 này. Câu 14 ấy thì các con cũng làm tương tự. Câu nào dưới đây là số nhỏ nhất? Rồi, đầu tiên thầy kiểm tra cho thầy là các số có bao nhiêu chữ số đã, đúng không? Nào, cái số này có mấy số? Số này mấy số này? Mấy số? 7. À, 7 số này, 7 số, 7 chữ số nhá. Cái này mấy số này? Mấy số này? 6. Rồi, 6 này. Đây mấy số này? Mấy? 7. 7. Quỳnh Mai ơi tập trung này. Đây mấy số này? Mấy số? 7. 7. Vậy bây giờ nhìn này. 7 lớn hơn 6, 6 nhỏ nhất đúng không? Rồi, 6 nhỏ nhất, vậy số này sẽ là số nhỏ nhất. 303 đâu nhỉ? 303143, 303143 đây câu này. Đấy. Các con hiểu chưa? Số nào có số các chữ số mà nhỏ nhất ấy, ít nhất. Ít nhất thì nó sẽ nhỏ nhất. Nhá. Rồi, các con làm đúng thầy bên trên viết 7 6 7 7. Cuối cùng là khoanh vào câu C, vì là 6 nhỏ nhất. Nha. Nhìn câu 15 nào. Alo xin mời Hiếu Linh à. Nào Hiếu Linh à. Bích Phương chuẩn bị. Câu 15 xin mời Hiếu Linh đọc đề bài. Dựa vào quy luật dưới đây tìm chiếc
đồng hồ thích hợp nhất điền vào vị trí dấu hỏi chấm. Rồi. Có nghĩa là cái đồng hồ nào điền vào đây? Hiểu không? Đồng hồ nào? Quan sát vào đấy ấy. Đấy là mấy giờ đây? Đấy mấy giờ đây? 8. À, khi mà nhìn vào đây ấy là kim ngắn chỉ 8, số 8, 9, 10. Kim dài chỉ số 12. Nó đang là 8 giờ. Thì đây 8 giờ 00. Không. Thì đây số 12, nó đang là 9 giờ. 9 giờ 00. Đây chỉ số 10, đây chỉ số 12, nó là 10 giờ. Vậy đây 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ. Theo con tiếp theo là mấy giờ? Bảo Hân nói đi con. Con thưa thầy là 11:00 ạ. À, nó là 11 giờ thôi, nó 1 giờ là được rồi. Thế 11 giờ mình chọn đồng hồ nào? Mình chọn đồng hồ đáp án D. À, đúng rồi, đấy, lớp mình hiểu không? Đấy, rất là siêu luôn. Rồi ra đây nó con hiểu rồi. Hiểu chưa? Rồi, ok nhá. Đấy, đấy là câu số 15. Nào, xin mời alo Bích Phương. Câu 16 nào. Quỳnh Ma chuẩn bị câu 17. Tìm số lớn nhất trong các số dưới đây. Rồi, số lớn nhất đúng không? Lúc nãy mình có nói với nhau là cái số nhỏ nhất là số ít số nhất. Thế bây giờ mà số lớn nhất thì sao? Số lớn nhất thì phải là có nhiều chữ số nhất. Nếu như mà số số bằng nhau lúc đấy mình mới bắt đầu đi mình tìm, mình so sánh, mình gạch nha. Số này là có 7 số đúng không? Đúng không? Số này 8 số đúng không? Số này 8 số đúng không? Số này 8 số đúng không? Rồi. Đấy, nó có quy trình từng bước một. Như vậy số này nhỏ nhất bỏ đi. Được chưa? Bởi vì 7 nhỏ hơn 8 còn lại. Được chưa? 7 nhỏ hơn 8. Tiếp theo này. Xong chưa? Xong chưa? Các con nhìn này. 2 này. Còn 3 số này đúng không? Xóa luôn này nhá. Rồi nhìn này. 2 này này. Với 2 này, với 2 này. Bằng nhau chưa? Tiếp này. 0 này. 0 này. 0 này. Đấy, bây giờ là 0 này. Đây là 1 này. À, 0 này, 1 này. Đây là 1 này. À vậy 0. Quỳnh Mai nhìn nhá. Tập trung vào. 0 nhỏ hơn 1. Đây 1, như vậy số này nhỏ hơn, bỏ này đi. Như vậy còn hai số cuối thôi. Đúng không? Rồi nhìn này hai số cuối, đang đến số 1 rồi nhá. Nhìn tiếp này. Nào số theo. 0 này. 0 này. Thấy chưa? Bằng nhau, 2 này. 2 này. Bằng nhau. Bây giờ 0 bên nhìn này. 0 này. Đây là 1 này. Thấy không? Vậy 0 bé hơn 1. Hay nghĩa là 1 lớn hơn 0, vậy số này là số lớn nhất. Được chưa? 2010, 2120. Câu đi. Ok chưa? Giờ ta lên nó con hiểu rồi. Ok chưa? Đấy, đấy là câu số 16. Nhìn câu 17 này. Nào, xin mời. Đến ai nhỉ? Quỳnh Mai à? Xin mời Quỳnh Mai à? Quỳnh Mai nhanh tay nào. Phải có bao nhiêu số lẻ trong các số dưới đây? Rồi, giỏi lắm, con đọc rất là tốt. Thế bây giờ con tìm thấy số lẻ nào, số nào? Lẻ. Ờ, khoanh trái phải nha, 23 này, đúng không? Tiếp theo, 62 phải không? 6. 13. Ờ, 22 không này, số này này. Bởi vì nó có số 3 này. Nhìn đây này. 9. Ờ, đây là số 9 này. Thì mình khoanh vào đây luôn.
Đây là số 3 này thấy không? Thứ ba. À, đây là 123. Đấy. Như vậy có tất cả mấy số? Con nói thầy là 4 á. À, 4 số đúng rồi. Khoanh vào đây. Giơ tay lên con hiểu rồi. Hiểu chưa? Rồi, giỏi lắm. Xuất sắc. Nhìn tiếp thầy câu số 8. Giờ nhanh tay thầy câu 7 chưa đã, như thế. Nha, khoanh vào. Nào câu 18 này. Rồi, mở sang trang là trang 11 đi, mở trang 1 đi. Nào xin mời đến Phúc Lâm và Phúc Lâm nào, Phúc Lâm mà luôn. Hiếu Linh chuẩn bị. Phúc Lâm nào câu 18 nào. Để ơi, con mẹ này. Con đọc nè đi, để thầy nhận. Chọn các hai chữ số hỏi không lặp lại lặp lại từ để từ không đến từ không từ hai bốn 5, 4, 6, 8 sáu đâu đây từ không 4, 8, 7 rồi để em gì nói tiếp lập thành để lập thành số chẵn số chẵn có hai chữ số số hỏi hỏi có thể có thể lập được lập được bao nhiêu số khác nhau bao nhiêu số khác nhau như vậy. như vậy Thế thì cái bài này giống như cái bài mà mình tìm số chẵn ấy. Tận cùng nó có thể là 2, 4 và 8 này. Đây này. 2, 4 và chưa đến giờ. bây giờ Lâm nhìn nhá. Mình có số mấy kết hợp số 2 nhỉ? Số mấy? Số mấy kết hợp với số 2? Con đi ra để em học. Phú Lâm nhìn đây nhá. Số mấy kết hợp với số 2 nào? Nhìn đây nhá, không là không được viết đầu rồi nhá. Về số 2 đây, về còn 4 này, 42 này. 82 này, 72. Được không? Vậy đây sẽ là mấy? 4 này. 7 này. 8. Bởi vì khi kết hợp này mình có được là 42, 72, 82. Giờ ra đây nó có hiểu không? Hiểu chưa? Rồi ok. Tiếp này. Để có 4 lúc cuối này. Mình sẽ có được là mình chú ý còn chút số 0 nữa nhá. Có đây là mấy? 4 này mình có 2 này. Có 4 rồi này. Có 7 này, và có 8 này. 2 4 7 4 8 4 này. Được chưa? Là ba số này. Và số 8 này là có 2 này, 4 này và 7 này. Đấy, mình có là ba số. Được chưa? Vậy là 9 số nhá. 9 số nhá, nhìn này. Để ý ở chỗ này. Bởi vì trong đề bài này nó có nói đến cái số mà này. Đó là số 0 này. Hiểu chưa? Đây này. Phải để ý chỗ này nhá, nếu mọi người không để ý này. Hiểu chưa? Rồi, bây giờ nhìn tiếp này. Khi mà số 0 này ấy, 0 ở cuối ấy, mình có được là 2 này, 4 này, 7 này, 8 luôn, đúng không? Đây là 20, 40, 70, 80. Như vậy mình có tất cả là cộng bên này với số 9 đúng không? Bằng là 13 số. Đó, mình khoanh cô B này. Ok chưa? Lớp mình hiểu này chưa? Rồi, ok nha. Đấy, đấy là câu 18. Câu 18 là một câu khó nhất rồi. Nhanh tay này. Đó, làm đây. Bảo Hân kìa. Đấy. Rồi, ok.
Tiếp nha, tiếp tục này. Rồi tiếp rồi, tốt lắm. Đấy, phải làm thế nước khỏe nha. Đấy là câu số 18. Nhìn câu 19 này. Nào câu 19 này. Xin mời Bích Phương nào câu 19 này. Câu 19 nào. Alo Bích Phương ơi. Sammy và Dan, và số tiền quỹ góp của mỗi bạn khác nhau. Hỏi Nam có bao nhiêu đô? Rồi, con. Rồi, bây giờ nhìn nhá. Có mấy bạn. Chúng ta nhìn thấy là có bạn Ami, Bitly, Kindy và Dan. Có bốn bạn đúng không nào? Hiểu không? Bốn bạn quyên góp tất cả là 20 đô la để mà cho cái trạm cứu hộ động vật. Thế bây giờ biết rằng là mỗi một bạn cần ít nhất là 3 đô nhá. Một bạn ít nhất là 3 đô và cái số tiền quyên góp được của mỗi bạn là khác nhau. Nhá. Vậy thì bây giờ ấy các con tách ra cho thầy như này này. Cái này viết tính thật là được. 20 sẽ bằng đầu tiên ít nhất là 3. Thế số nào lớn hơn 3 nào? Số nào lớn hơn 3? Số nào lớn hơn 3? Alo. Số 3 là số mấy? Trong dãy số, trong các số tự nhiên số 3 lên mấy? À 4 đúng không? Bạn giơ tay thì 4. Đó. Là bạn thứ hai, bạn thứ ba phải là 5. Hiểu ý không? Bạn thứ nhất là 3, bạn thứ hai phải là 4, bạn thứ ba là 5. Như vậy là mình thấy rằng ba bạn đã quyên góp được là 12 rồi đúng không? Lấy 20 trừ đi 12 bằng 8. Tức là cộng thêm 8. Nó mới hiểu chưa? Vì vậy mà mình có thể kết luận được rằng là cái bạn Ami ấy bạn quyên góp được là nhiều nhất đó là 8 đô. Khoan vào câu C này. Đấy, viết phép tính này vào cho thầy nhá. Nào câu 20 này. Xin mời Quỳnh Phương. Nào Quỳnh Mai nè. Bảo Hân chuẩn bị. À sorry sorry. Cái câu này gửi lại bởi vì nó có liên quan đến cái hình vuông ma thuật này. Sao hiếm này không thấy hình vuông đâu nhỉ? Nào Quỳnh Mai đọc câu 21 này. Câu 20 với câu 13 đúng không? Quỳnh Mai đọc câu 21, 21 này. Chia các ngôi sao gì đây? Hình ngôi sao dưới đây. Hình hai phần bằng nhau, hỏi mỗi phần có bao nhiêu ngôi sao? Rồi rồi lắm. Thế thì ở bài này ấy có con đếm tất cả bao nhiêu này? 2 này, 4 này, 6 này, 8 này, 10 này. Được không? 10 thì bằng 5 cộng 5. Được không? Lớp hiểu ý không? Tất cả là 10, 10 bằng 5 cộng 5 tức là hai số giống nhau ấy. Đấy, thì ở mỗi bên sẽ là có 5 này. Được chưa nào? Rồi câu đấy thì dễ rồi, câu 22 này. Hỏi có bao nhiêu số chẵn tính từ 18 đến 35? Cái bài này theo thầy các em chỉ dùng một phương pháp này thôi. Đó là liệt kê ra. Tính từ 18
đến 35 vậy lấy 18 luôn. 18 này, 20 này, 22 này, 24, 26, 28, 30. Đến bao nhiêu nhỉ? 35, 30, 32, 34. Đấy. Rồi, kiểm tra tất cả 30 số. 2, 4 này, 6 này, 8 này và 9 số này. Giơ tay lên nếu con hiểu à. Hãy nhớ là đây là số chẵn nhá. Đây là gì? Số chẵn nhá. Từ 15, 35 là số chẵn. Nên mình không thể lấy 36, 36 lớn 35 rồi. Đúng không? Đấy, như vậy là có mấy số? À, 2, 4, 6, 8, 9 số đúng không? Ok, khoanh câu A này. Rồi. Câu 23 này. Adam có 1 đồng xu, 1 đô, 1 đồng 1 đô và 1 đồng 2 đô và 1 đồng 5 đô. Hỏi cậu ấy có thể mua được nhiều nhất bao nhiêu chiếc đồ sư ô tô, bao nhiêu chiếc xe ô tô đồ chơi, biết rằng mỗi chiếc xe chỉ giá 3 đô. Vậy bây giờ có tất cả là mấy? Nào. Tất cả là bao nhiêu? Tất cả là 1 đô đúng không? Cộng 2 đô cộng 5 đô thì bằng là mấy đô? 8 đô. 1 đồng 1 đô, 2 1 đồng 2 đô và 1 đồng 5 đô. 8 đô này. Được chưa? Rồi, bây giờ nhìn tiếp này. Trong 8 đô này mà một ô tô đồ chơi ấy, thì mất bao nhiêu đô? 3 đô này. Đó. Vậy đây thầy làm luôn đây thầy này. Bằng này. 8 bằng 3 cộng 3 cộng với 2. Như vậy mình có được đây là gì? 3 cộng 3 mà không ảnh hưởng đến ai cả, đúng không? Đấy, có nghĩa là 3 đô này là một chiếc, 3 đô này là một chiếc, người có mấy chiếc? 2 chiếc này. Lớp hiểu chưa? Chúng tôi đây có hiểu không? Ok chưa? Rồi giỏi lắm. Đấy là câu 23 này. Nhìn câu 24 này. Ờ, 20 digit có bao nhiêu số, có hai số được tạo bởi từ 0, 2, 6 và 9. Mỗi số được lặp lại. Đúng nào? Bao số hai số đúng không? Rồi bài này cách liệt kê ra giống như lúc nãy ấy. Mình là tư duy ấy, xong mình vẫn liệt kê ra. 20 này. Bao nhiêu? 26 này. 29 này. À, có thể lặp lại nhá. Thì phải xuất hiện 22 này. Hiểu chưa? Cho tới con hiểu rồi. Bài này nó có thể lặp lại mà. Rồi nhìn tiếp. Số 6 trước. 60, 61, 62 và cuối cùng là 66 là 4. Số nữa là 8 này. Tiếp này. Còn số mấy nhỉ? Số 9 đúng không? Ok, số 9 đúng không? Ok, nhìn này. Mình có 9 là có 90 này. 91 này. Rồi kìa. Rồi mình có bao nhiêu nữa? Đấy nhá, 90 không phải 91 này, 90 khoảng là nhỉ, chỗ này số 1 đây nhỉ, đây là 20, 26, 20, 20, 26, 29, 22, 60, 62 nhé, chỗ này bị nhầm này, 60, 62, đây là 69 này, rồi mình có số 66 nữa này, được chưa? Rồi 90 này. Rồi đến 90 là đến 92 này. Đó, 90 này, 92 này, 96 này, 99 này. Đấy. Các con hiểu chưa? Thật để đây nhá, không nhập. Rồi, như vậy là mình phải để ý cho thầy cái chỗ này này. Mình viết lần lượt từng cái số này trước nhá. Giờ hai trước này.
Có 20, 26, 29, 22, 60, 62, 66, 69. Đấy, cứ như vậy thì mình có được là 12 số này. Giờ tôi lên nó có hiểu rồi. Ok chưa? Rồi nhá. Nhìn tiếp câu 25 này. Đáp án nào thích hợp cho hình số 4? Thế này. Xin mời Phúc Lâm. Alo Lâm ơi. Hai. Đấy nhá. Này này. Là nó chạy chéo như này. Đây này. Thầy hỏi con chọn cái nào? Xong hình số là nó chạy ngang này. Chữ cờ. À chữ cờ. Vậy cái hình tiếp theo nó phải là nó phải đứng đây đúng không? Ồ, vậy thì nó sẽ là ok chữ cờ. Rồi câu C. Được chưa? Rồi chữ cờ đúng rồi, chữ cờ nhá. Rồi ok. Rồi cảm ơn anh chị, cảm ơn con. Như vậy là ngày hôm nay chúng ta đã chữa xong cái 25 câu lớp 2 nhá. Và nhất là để dạy xong thầy gửi cho con cái link để con sẽ thực hành nhá. Link đối với con dành cho lớp 1. Được chưa nào? Rồi cảm ơn anh chị, cảm ơn các bạn. Chúng ta có thể áo dung rồi nhé. Bye bye các em. Cảm ơn mọi người nhiều thầy. Bye bye các em nhé.